này thí dụ như khoảng chừng tuần lễ mà không gặp chịu nổi không? Buồn, à, buồn. Cái này hỏi thiệt á hả? Hỏi thiệt đó. Thiệt. Tuần lễ chịu không nổi. Chịu không nổi hả? Nhớ quá hay sao? Nhớ. Trời ơi. Chừng 3-4 ngày, 4-5 ngày gì đó. Cái lên lần. Trời, anh lên đây anh có ngủ đêm lại không? Không. Lên đây không có ngủ đêm lại. Chỉ có cô Tư lên chỗ anh mới ngủ đêm lại thôi. Đúng. Không đi bộ lên rồi có khi gặp xe không gian xe gì à. Chứ đây mà lội về tới nhà nó cũng đuối à. Xa thăm thẳm. Lên đây không có ở được. Với bạn anh không có lại chứ lại. Không thích thì cũng đâu có được. Đây là bánh 200 nó đâu có thì, chịu. Đánh thăm mày về ha. Mà cô nhớ anh thì cô đánh thăm anh thì ngủ đêm trên đó. Chính xác. Có khi nào ở lâu lâu không, ngủ lâu lâu không? 2-3 ngày. 2-3 ngày ha. Ừ. Có khi một bữa, có khi 2-3 ngày. Thương bà lắm. Bà kia cũng thương bà nữa. Mỗi lần lên nhớ bà cái ngồi ở đây không à. Ngồi ở đây uống ly cà phê cái rồi. Ổng không dám qua, ổng dám qua bển đâu, qua bển thằng em út nó đuổi. Ngồi đây nhìn qua anh kia hoài quá. Nhìn qua à, nó đuổi nó chửi ổng. Ổng đứng ở chỗ cái đầu cầu này, ổng ghéo rồi là cô Tư nghe rồi cô Tư mới qua. Ghéo sao? Nếu mà thường thường anh ta sao em ơi làm cái qua ơi. Cái gì? Ghéo kêu tên không à. Qua ơi hả? Lạ tên qua kêu bảo qua kêu tên gì giờ? Trong giấy là mình tên qua hả cô Tư? Cô Tư tên qua mà cô Tư cũng thứ tư luôn. Tư qua. Còn cái cái thằng ở trong đất nó đó thì thằng nó út có thể, còn thằng thứ năm gì đấy một nhớ em thứ sáu nữa, anh em đông đó, cháu rồi nhóc hết trơn á, mà người ta không có chịu, không có chịu cho ở với ổng đâu. Sao thấy ổng còn trẻ đổi chỗ ngồi vậy? Đổi vậy đi, đi. Muốn ngồi đâu ngồi đi, thôi ngồi đi, mấy em nói chuyện trò chuyện chơi ở đây ngồi công cũng tao bị đánh nữa. Không có đâu, có ai đâu đánh anh đâu. Ngồi ngồi đây ra có ai nói gì là đây ăn uống mà. Đây mình ăn uống đâu ai đánh đập gì đâu. Cái này thí dụ như khoảng chừng tuần lễ mà không gặp chịu nổi không? Buồn, buồn. Cái này hỏi thiệt á hả? Hỏi thiệt đó. Thiệt. Chứ tuần lễ chịu không nổi. Chịu không nổi hả? Là nhớ quá hay sao? Nhớ. Trời ơi. Tình nghĩa thương quá nhiều lắm, thiệt, nghe thương quá nhiều, buồn quá. Cô Tư ở trên con thấy ở trên cái trán mình nó từ chỗ này á, hồi mẹ sanh ra là nó vậy đó mà nó không phải bú, nó có đau đớn, chứ nhặn vô, làm gì làm nó không có biết đau, nó đâu có mũ có gì đâu, mà nó vậy hoài đó, nó không có hết mà nó vậy hoài. Thương chỗ này nè, nặn vô để nó không đau. Con tưởng đâu là mình trúng cái gì nó sưng hay sao? Nếu bú là nó nổi ngày thêm nó ngày bự còn ngày không phải. Từ nhỏ tới lớn trong bụng mẹ sinh ra hả? Thế hồi nhỏ tới lớn là nó vậy đó, nó vậy hoài đó, nó không bự mà không nhỏ nó vậy hoài mà không có đau đớn gì chứ. Thì cô hiện tại là cô đang ở với ai? Cô Tư ở riêng hay chung? Ở riêng hay là sao? Cô Tư ở riêng mình nên cô Tư có nhà đó. Ở riêng đâu có ở chung với thằng Út đâu, không có ở chung. Ở mình nên vậy à. Mình là ba đứa con hay ai? Thấy vậy chứ ăn nhờ ở đậu nhà em cháu cũng khó lòng, em ruột cũng còn em dâu khó lòng nó không được đâu. Ngày mình đi lụm với trai ha. Ừ, đằng ngày thì cô Tư đi lụm với trai. Chứ ở chung mà ăn ít ăn nhiều nó này nó kia bực bội lắm không được đâu. Vợ nó nước ngoài đó. À, mà người ta còn đi làm hết ba thằng rể thì làm chung với nó làm đồ này nè, đi hết trơn luôn. Mất mớ gì, ta phải làm phụ thêm chứ bộ, ông có tiền chút đỉnh ông ở nhà ông ăn xài vậy cho hết hả? Ta làm phụ thêm, ta kiếm tiền đâu. Nó giỏi dữ lắm à. Thôi, đã nói rồi, tôi đi về luôn bây giờ. Ông về có đó quyền của ông nói gì? Trời, tôi mà tao mới sợ, chào. Ủa, tới giờ đi mặn nè, đi mặn chưa? Đi giờ đó. Thường thường á, cô Tư. Thường thường á là mình kêu hia nó là mình
Lúc mà vui là mình kêu là gì, là anh hay sao cô Tư? Kêu bóng bằng anh không. Chừng nào quạo á, gầy lộn, cãi lộn á thì kêu bằng tên nè. Kêu bằng thằng Khanh luôn. Cười. Rồi, khi mà vô bụng kêu bằng mình hay sao cô Tư? Thì bây giờ cô Tư cũng kêu ổng bằng anh, có bằng ông, có ổng bị gì lộn xuống quân tùm lum la cho khó lòng chỉnh ổng không. Lúc thì anh, lúc thì ông. Bây giờ kêu còn dặn là kêu mày hả? Bây giờ kêu bằng anh, dặn thì kêu bằng mày, dặn kêu thẳng thằng Khanh luôn à. Tại vì ổng nhỏ hơn cô Tư kêu ổng bằng anh và bây giờ, thấy cũng cảm thấy mắc cỡ không chết luôn. Bây giờ tôi hỏi bà kêu tôi bằng cái gì? Kêu bằng anh. Ok. Nó ngọt, ngọt với chồng là chồng à, cười như vậy là chịu à. Ok. Bởi gì? Ok, năm màu anh. Bà xã. Bà xã năm màu anh luôn. Bà xã năm màu anh. Trời ơi, không dám mang đôi dép nó giọt không không. Có hàng dép đâu. Sáng giờ đâu có rửa bằng do xin bung không trời. Thì kệ đi, có sao đâu. Có trời, dép thì không có, nhưng mà giò có, vậy thôi. Giò cẩn rồi, ta rửa cho nó sạch khẽ, ta mang bây dép. Bây giờ đủ chưa? Bây giờ tôi nói nè. Nói đi. Giờ tôi nói nè, tôi nói là được. Bà không có cãi, không có nói gì nha. Nói gì nói đi. Bà uống miếng này đi, rồi tôi nói. Không dám cãi luôn á. Trời ơi, uống ra. Chồng nói vợ nghe. Uống nhiều nhiều vô. Rồi nói ra tôi uống nhiều nhiều được rồi. Uống thêm một miếng nữa. Trời ơi, tưởng ghê không. Rồi, nói gì cho vợ nghe coi. Rồi, giờ anh nói nè. Từ bây giờ. Từ giờ trở đi. Cho tới ngày mà mình ngủm củ tỏi á. Sao hiền? Anh nói em phải nghe. Nói tôi nghe. Không là tôi đánh một cái. Nói phải tôi nghe nghe, không phải cũng vẫn không nghe. Ủa, luôn. Ủa tôi nói đàng hoàng mà. Nói đi. Cứ việc nói, không ai cấm cản không. Từ bây giờ cho đến ngày ngủm củ tỏi. Nghe không? Nghe. Nghe được rồi. Lên nhà tôi thì vô nói chuyện với tôi, nói đàng hoàng, không có nói trùm bậy trùm bạ. Ủa tôi đâu phải hạng người như ông đâu mà nói tôi nói bà nghe không? Nói đi. Nói chuyện đàng hoàng, không có chuyện trùm bậy trùm bạ. Rồi đó, tôi nói nhiêu đó thôi à. Còn nghĩ mấy em nó thôi được rồi, đừng nói nữa. Tôi nói nhiêu đó đủ rồi, nói chi nhiều xa xui mỏi mệt. Em thấy là cô Tư thương Hia nhiều lắm nghe Hia. Tư thương Hia nhiều lắm đó, lo lắng từ ly từ tí luôn. Hia bởi Hia số đầu qua. Ổng có phước gì lắm mà ổng mới được gặp cô Tư đó, thiệt á, gặp người ta nữa. Ô, chừng tháng trở lại người ta bỏ mắt đất rồi, hay là dài ba bữa không chừng nữa. Mình đàn ông mình phải có trách nhiệm, bây giờ không có con chuyện gì mình phải lo cho người ta. Người ta cũng lo chứ không phải bắt buộc mình lo mình nên đâu. Rồi nằm luôn rồi kìa. Tựa vào lòng em. Anh ơi, nép vào lòng em. Quá thương luôn. Chai được nhiêu tiền cô Tư? Ngày 50 có, 30 có, tiền theo ít nhiều. Nó ký được có 5,000 à. Mà mình lụm ve chai là mình bơi xuồng hay là mình lụm trên bờ? Phải bơi xuồng đâu mà sông cái ra ngoài lụm mới có, đây lụm không có. Ở dưới này là nếu mà lụm ve chai là phải bơi xuồng bao sông mới có. Ký cũng được 4,000. Ve chai, ba chai sẽ yếu, chai nước mắm rồi lặt vặt. Ký có 5,000. Ngày nào cũng bán hay là vài ngày mới bán lần con? Cũng có khi nghỉ 3-4 bữa mới đi lụm. Đi hoài cũng mệt lắm. Có bữa gì bơi tới cồn Mỹ Thanh chứ sao? Đi nước rồng mà tới nước lớn mới về.
Giờ bữa nay mà nếu có đi nữa thì về đường cống nhỏ này chứ không về đường cống lớn, tại vì nó khép lại rồi, không có đi đường cống lớn được. Giờ có mình lên chiếc xuồng khiêng qua đâu có nổi, có ông này là khiêng qua mới nổi, ổng sức ổng mạnh. Cô Tư đi lụm ve chai như vậy là không phải lo cho ổng hả? Mình bơi xuồng vậy là khoảng bao nhiêu cây số? Mình bơi xuồng nguyên một ngày là khoảng bao nhiêu cây số xa nhất? Cũng xa. Đi nước sông tới nước lớn mới về, mình kiếm mình lụm á. Hãy trôi cho tập em... tấp thêm mấy sông. Mẹ nó hỏi bao nhiêu cây số kìa. Cái gì? Bao nhiêu cây số á? Em mới hỏi bao nhiêu cây số á? Cũng từ cỡ 3 cây rưỡi số à, chứ không phải gần đâu. Bơi tay ha. Bơi tay không. Còn ông này đi theo hết lần, ông bơi được có 2 vòng cái bắt đầu nghỉ rồi. Ông là mệt, ông không chịu măng vậy chứ. Ở nhà cầm cái đũa quát tới rồi không ở không thì lấy gì ăn. Sao mà vậy mà cô cũng thương vậy chứ. Thương ổng gì mà giật cái mã đẹp trai ổng phải không? Đúng rồi. Một ngày ổng uống dễ dầu gì 20 ngàn mà đủ. Uống rồi là hết đời nữa. Ổng không biết lo bất gì đâu. Với ổng ra mướn, ổng ở xám trời cũng đâu dám mướn, bị ổng bị giật quá tử, nó ra sợ nữa. Vậy hả? Đúng rồi. Vậy là chồng cô bị giật bất tử hoài hả? Bị giật. Sáng giờ lâu nó mướn cũng 6 triệu, ăn cơm ăn đồ cũng còn 5 triệu. Rồi ổng rượu rồi, buông ra rồi chắc không còn gắt. Đã nó đúng. Có đất ở nhà cửa cho hả? Ở cậu hả? Có 2 công mà thằng em nó bán hồi mới tiếp thu giờ mấy ổng cho á. Nó làm ruộng đã nó bán, nó cho có 10 giả lúa luôn mà biệt tới giờ biết mấy năm mà. Ừ. Cà đá cà rượu cái gì vậy? Dạ. Ăn kiên đó rồi. Đất mà đất cũng mua của người ta, nó đâu có đất. Mua không mấy lâu người ta gào quýt bụi hết trơn. Em muốn về cũng khỏe nha. Lúc nào anh cũng giữ tình cảm cho vợ anh nha. Thương. Bởi mình có hỏi anh cái câu mà có nhiều cô gái đẹp đó, anh thương cô gái này nó lớn tuổi đó anh. Sao giờ duyên nợ, còn lẽ duyên nợ kiếp trước hay gì anh? Không ai biết đâu, biết được. Nhưng mà thương cái tình cái nghĩa. Nhưng mà cô Tư có nghĩ là hai người có duyên nợ từ kiếp trước không? Từ đó thì cô Tư coi nha, nói thẳng là cô Tư thiếu nợ, ông trả hoài chừng nào ông chết mới hết số nợ vậy đó. Cái giờ biết sao vậy? Bà chù tôi chết đó hả? Cái đó không phải chù, cái đó coi như là tôi thiếu nợ ông đó, bây giờ tôi phải trả. Nè tôi nói bà nè, tôi thương bà. Nó nói chạy nước miếng luôn. Tôi thương bà là tôi thương thật lòng của tôi.
Chứ tôi đâu nói ông Thương tôi giả dối đâu. Nín, để tôi nói hết đã. Tôi đang nói bà đừng có chọt vô. Tôi ghét nhất là người ta chọt. Tôi thương bà là tôi thương thật lòng. Nhưng bà thương tôi, bà cũng thương thật lòng. Vì cái chỗ đó tôi mới thương bà, tôi mến bà. Cho nên từ bây giờ trở về sau, bà còn thương tôi thì tôi còn thương bà, mà bà không còn thương tôi thì tôi không còn thương bà. Ủa sao không còn thương ông vậy? Không thương ông, ông tới đây ông kêu tôi lên lệnh. Rồi, ông rồi, để rồi. Làm gì? Rồi, không nói nữa. Rồi, biết gì được rồi. Rồi, đó, tôi chỉ nói nhiều đó thôi. Thôi về quay. Trước khi về có... Thôi ông về, ông lỡ bộ, ông về đi. Có tự nữa không? Hay là ông về, ông cháu về. Còn rồi tôi không có đi nữa đâu. Hùng cái gì được rồi. Tôi không, hùng cái đó. Là 3 4 ngày mệt. Cái mình xuống, mình nhớ mình xuống gì một lần vậy đó ha. Đúng. Dạ. Chính xác. Khi nhớ bả xuống thăm bả. Khi nào một tháng xuống không? Bậy rồi, cái đó là bậy rồi. Là nhớ không? Nhớ dữ lắm mà dễ gì chịu nổi phải không? 3 4 ngày là nhớ chịu hết nổi rồi phải không? 3 ngày, 4 ngày. Chứ âm lụng lại bất tử, nhiều khi tôi đi bơi xuồng tôi lụng với trai tôi không có nhà, lại bất tử là không gặp tôi đâu, tôi ít có nhà lắm. Không, nhớ bà lắm, 3-4 ngày là nhớ bà rồi. Thôi, lên đường. Rồi thôi, chúc cho vợ chồng nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dẫn cái tình yêu lịch sử này luôn. Rồi ông đi về đây. Chào anh chị nha. Rồi.